Rồi, xin chào tất cả mọi thủ nha, bác Trung Nam quay trở lại vào ngày hôm nay, vào giờ cuối tuần nha em, thứ bảy ngày 23 tháng 9. Thì video lên tập của mình có 26 mẫu cần và một số lưỡi đã tóm sẵn cho mình đây. Lưỡi size cho mình đánh chép nha em, đánh chép để có tra các chim xe chuẩn, giá rẻ thôi. Thì giới thiệu sơ lược những dòng như là cần ISO, khoen nhỏ, khoen lớn, độ dài cần từ 4m5 cho đến 5m3 nha, 5m4, có cứng 4, cứng 5. Một số cần lộng thì từ 3m9 đến 4m2, cần dây trong thì có 2-3 khúc, cứng 80-30, cán vật 4m5 này. Cần tay thì những dòng như lóng ngắn, đây siêu nhẹ nha em, 3m9, 4m5, 7m2, có một tay đã khúc đầy qua này, cực đẹp nha. Một số cần lô thì có những dòng như là máy đứng, máy ngang, đây máy đứng, máy ngang, dòng Fenwick, phòng Mỹ, dòng cắm gốc này, cho nên mình cố xích câu biển nha em, đây có rất là nhiều loại đây. Đây cố xích câu biển nha, một số cần là Hechi, 2-3 khúc, cho mình cung ngâm của lăng xe, đánh tra, đánh chim, bạo lực, câu biển, cứng từ 30 cho đến 200 nha em. Thì em sẽ báo ra tình trạng những sản phẩm ở đây, thì sẽ đo kỹ thông số cho mình luôn. Anh em xem video thì cứ lưu ý nha, mình xem kỹ video, chốt đơn liên hệ trực tiếp là Duy 0923 54779. Cứ inbox qua Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt nhất nha. Đây. Thì ship code tổng đốc 30.000 một đơn. Đối với lưỡi này thì em sẽ báo rõ tình trạng nha. Tất cả sản phẩm đều bao ship từ hai sản phẩm. Thì ở đây thì sẽ có một số lưỡi trước cho mình đây. Cái này thì lưỡi đã thể tóm sẵn cho mình nha anh em. Mấy con này thì size của nó tầm khoảng vào size 10 này. Size 10 thì size này á thì nó dạng như cấu suối, nó sẽ có một cái rãnh ở trên này đây. Số này cho mình dễ câu mồi hơn. Cái con này thì size cũng dạng size nhỏ thôi. Con này thì anh em mình câu cá rô, cá giết, cá tầm khoảng từ 2-3 kg là vừa nha. Con này thì em sẽ đo thông số kỹ này. Cái bề ngang của lưỡi này á thì nó là 9,2mm nha, gần 1cm cho mình. Còn cái bề dài của lưỡi á thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1,8mm nha, tầm khoảng gần 2cm. Cái lưỡi này thì một cái bưởi như thế này nha, anh em lưu ý nha. Một bịch như thế này là 5 lưỡi thì đã tóm sẵn cho mình rồi. Đây có thẻo và số 8 ở đây. Thì một bịch này là 20.000 thì anh em lấy từ 10 bịch nha, 10 bịch miễn ship nha em, 10 bịch miễn ship nha. Một bịch là 20.000 nha. Nếu anh em thích á thì lấy bên này một nửa, 5 bịch, bên này 5 bịch cũng được này. Cái lưỡi thì lớn hơn, cái lưỡi này thì size 16. 16 thì size này thì cũng nhận lớn, thích hợp cho anh em mình đánh cá tra, cá chim. Chung là size chuẩn đánh chép. Cái lưỡi này thì một lưỡi một bịch như thế này có 2 4 6 7 lưỡi nha, 7 lưỡi cho mình. Cái lưỡi này thì em đo cụ thể hơn. Trong cái này thì nó tóm sẵn cho mình rồi, rất là tiện nha. Thì những cái lưỡi này là lưỡi hàng Việt Nam. Việt Nam nó xuất thị trường từ Nhật hoặc Mỹ như này. Đây, nó có nhà máy sẵn hết. Cái lưỡi này thì nó giấu trong này thì để mình đo sẵn cho mình kỹ hơn. Đây cái lưỡi như này. Lưỡi nó có buộc thẻo sẵn như thế này. Size 16. Cái con này thì chung là cái lưỡi con này thì nó dài nha. Đây nó dài thì mình dễ câu hơn. Thì tất cả lưỡi ở đây như này đều có ngạnh hết nha. Cái bề ngang của lưỡi này thì đo được cho mình là 1mm hơn một xíu nha này, 1.07cm nha. Đây, con này thì bề dài của lưỡi nó ra cho mình tầm khoảng vào 2.5cm cho mình. Thì một bịch này vẫn là 20.000 bịch nha em, bán lẻ là 20.000 một bịch. Thì anh em lấy từ 10 bịch nha, 10 bịch miễn ship. Anh em lưu ý nha, lấy từ 10 bịch miễn ship hoặc mua kèm cần thì em sẽ miễn ship cho mình. Đây có hai loại lưỡi tóm sẵn cho mình rồi. Cái lưỡi là lưỡi carbon, hàng Việt Nam xuất thị trường Hàn Quốc cho mình nha em. Đây cực kỳ là ok nha. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một số cần. Cần thì ở đây sẽ có một số cần trong ISO trước nha. Thì mã số 1 sẽ có một con cần ISO khoen lớn của dòng Nissin như này. Đây Nissin nội địa Nhật nha, dòng TFC. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 4. Cứng 4 thì cũng dạng cứng rồi, nhưng 4m5 cứng 4 nó hỏi rất là nhiều nha. Khoen con này là khoen Fuji, lõi xi đá xám. Ngọn cần cái đo cho mình là ngọn 1.7 ly. Đây tổng thể thế này. Ngọn sẽ có 1 này, 2 và 3 khoen chạy nha. Nên dòng Nissin thì phô carbon xoắn vân. Cứng 4 thì mình đánh đầu cần, cho nên mình đánh bạo lực mình sang hàng được rồi này. Đây cần còn rất là đẹp nha. Đây thích xin thì em biết rồi, cực kỳ là hiếm. Đóng semi chống nổ, phôi phía còn rất là sáng này. Khoen pad Fuji loại xịt đá xám, khoen lớn thì đa số là pad vặn rồi. Fuji FPS D22, trọng lượng 320g, mã số 1, giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình nha. Đây tổng thể này. Tay cầm được làm nhám, nắp chụp thì xoay bằng inox bằng gold. Mã số 2, số 2 thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của hãng Ryobi. Đây Ryobi. Độ dài 5m3, độ cứng 3 của dòng Metasia. Khoen có mình là khoen Fuji xứ xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.5 ly, độ cứng 3 nha. Cứng 3 mà hạ tay xuống thì nó rơi cho mình tầm khoảng 5h rồi. Ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Thì những dòng Metasia này thì đều là Hàn Quốc xuất thị trường Nhật khách. Phôi carbon xoắn vân. Đây nước sơn màu bạc như thế này. Những dòng mà thì trong là hạ tay T5H nha, cũng dạng vừa, nó không cứng không mềm lắm. Cái lóng gốc thì nó có xước sơ sơ này thôi, còn lại các lóng ở trên này thì còn đẹp hết nha. Đây không xước cho mình.
nói chung quẹt quẹt xíu xíu thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Hàng Korea xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng bát vặn Fuji DPS, trọng lượng cân được là 320g, mã số 2, giá 700.000. Mã số 3, thì sẽ có một con ISO khoen lớn luôn, ISO khoen lớn của dòng HB nha em. Độ dài con này là 45m4, độ cứng 4 nha, của dòng Hibiki. Thì những dòng Hibiki thì em biết rồi, đa số là hàng nội địa Nhật nha, dòng HB Hibiki. Thì bát con này bát vặn này, Fuji bát lớn. Dàn khoen con này thì dàn khoen chính hãng theo cần nha, của dòng Hibiki nội địa Nhật luôn. Cứng 4 thì cũng dạng cứng rồi. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây, ngọn sẽ có 1 này. Đây và hai khuyên chạy nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân. Khi ngọn nước sơn màu đen, còn các lóng còn lại thì nước sơn màu đỏ đây. Đây. Cứng 4 thì đánh đầu cần, săn hàng được nha. Đây, tổng thể này đi kèm cho mình là 6 lóng. Lóng gốc sẽ đóng semi chống nổ đầy đủ này. Rồi dàn khoen của mình là dàn khoen thường như này. Đây dàn khoen thường, hàng của khoen của Hibiki chính hãng luôn. 54 cứng 4. Bát vặn Fuji, trọng lượng cần thì cân được là 420g, mã số 3, giá 600.000 nha. Đây, mình giá 600 thôi. Gốc có sẵn cái dịch vụ bảo hiểm ở đây. Mã số 4, thì sẽ có một con cần. Con này là cần lục nha em, con cần lục carbon nha. Con cần lục này thì độ dài là 4m5, độ cứng là 25 của dòng Martine. Con này thì bát có phải là bát gập Fuji F7, chỗ này thì dính keo nha, hàng về chưa có lau, cái này thì vệ sinh nó sẽ ra này. Đây, keo như này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, đây khoen Fuji loại xi đá xám. Độ cứng 25 thì ngọn cần đo cho mình á là ngọn 2.5 ly, ngọn sẽ có 1 này. Đây và hai khuyên chạy nha. Cái ngọn con này thì nó sơn màu trắng nha. Đây nó sơn màu trắng cho mình. Còn lại các lóng của cần thì là phôi carbon hết, xoắn vân này. Đây xoắn vân toàn thân. Đây phôi carbon xoắn vân thì mấy con này thì mình đánh đầu cần, mình đánh gần bờ thôi. Đánh tầm khoảng từ 20 mét đổ lại là vừa nha. Trong cái lóng ngoài thì nó dính sơn thôi, dính keo, còn lóng trong thì còn đẹp hết đây. Khoen pad Fuji loại xi đá xám. 4m5 độ cứng 25, pad gập Fuji F7, trọng lượng 460g, mã số 4, giá 700.000. 700 nha anh. Mã số 5, thì sẽ có một con cần lục, con này thì cần lục carbon, độ dài là 4m2, cần rất đẹp nha. Hàng nội địa Nhật này. Đây tem vàng đầy đủ. Thì dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji loại xi đá xám. Con này ngọn cần cái đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 1 dx 27 nha. Thì ngọn con này sẽ có 1 này. Đây vừa hai khuyên chạy nha. Phôi là phôi carbon, nước sơn màu xanh. Cái con này giống như y chang con Holiday Spin á cho mình này. Đây. Lóng rất đẹp nha. Tình trạng con này thì ra cho mình tầm khoảng vào trên 90%. Đóng semi chống nổ hết. 4m2 độ cứng tầm khoảng 27, khuyên pad Fuji loại xi đá xám, không dập nha anh em, không nứt chân nha. Pad là pad gập nha, Fuji F7, trọng lượng cần thì cân được là 400g, mã số 5, giá 800.000. Đây 4m2 cứng 27 nha, 800. Mã số 6. Thì sẽ có một con cần lục nha anh em. Con cần lục thì nó sẽ ngắn hơn. Cần lục là có dòng là Cosin, độ dài con này là 39 nha anh em. Đây cần xúc đánh đầu cần gần bờ. Thì bắt gặp Fuji F7, dàn khoen Fuji, đây loại xi đá xám. Con này thì 39 cứng tầm khoảng 25 thôi. Ngọn cần thì đo là 2.5 ly. Phôi carbon xoắn vân này. Ngọn có 1. Đây và hai khuyên chạy nha. Đây tổng thể thế này. Đây phôi carbon xoắn vân toàn thân. Con này 39 thì đi kèm cho mình là 4 lóng này. Nó chỉ có 4 lóng thôi. Đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đây. Khoen pad Fuji xứ xám 39 cứng 25. Trọng lượng của cần thì cân được là 300g thôi. Con này tương đối nhẹ nha. Mã số 4, giá 700.000. 700. Con này mã số 4 nha, mã số 6 nha em. Em lý cho con này mã số 6 đi bên. Nhìn nha. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Con này chỉ về cho mình cô ngâm cô đơn. Đây. Con cần dây trong 2 khúc carbon, độ dài cần là 2m7, độ cứng 30. 30 thì nó cũng dặn mềm nha em. Mềm cảm giác thôi. Ngọn cần thì đo cho mình sát trên này được là ngọn tầm khoảng 2.5 ly. Con này thì mình về bên linh khoen, mình cô ngâm cô đơn là được này. Đây 2m7 cứng 30. Tình trạng con này thì nó bị xước sơn cái chỗ cái chữ thôi. Còn lóng lại thì còn ok này. Thì tay cầm cán mút và pad vặn Fuji 20. Gốc sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Đây sẽ có loại sứ chạy trong nha, bằng xích hết. Trọng lượng cần thì cân được là 310g, mã số 7, mã số 8 nha anh, mã số 7. Số 7 nha. Giá 400.000. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần dây trong 3 khúc. Đây con cần dây trúc 3 khúc của hãng Daiwa nha anh, dòng Horlock. Con này độ dài của cần là 3m6, độ cứng 80. 80 thì dạng cứng bạo lực rồi. Này có dòng Interline nha anh. Những con này thì hàng nội địa Nhật nha. Tình trạng con này thì gốc sẽ bị xước sau này này. Hàm lưới nha, xước sơn nha.
Đây có tem vàng đầy đủ này. Phơi con này thì phơi hay da, độ cứng 80. Ngọn cường thì đo cho mình xác trên này được là ngọn 2.7 ly thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu như này, đầu bu Fuji Sit này. Đây Fuji Sit cho mình nha. Tổng thể thế này. Tình trạng bị sức cái sau thôi, còn các lóng lại có ok hết. 36 cứng 80, mình về lên khoen, đánh đầu cần, bạo lực đều được, tay cầm cán mút, bắt vặn này, đây qua chính hãng cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này. Khoen chạy là khoen Sit đó nha. Trọng lượng của cần thì cần được là 420 g, mã số 8, giá 550. Mã số 9 thì sẽ có một cái cán vợt carbon của dòng Alpha Kin. Độ dài cán là 4,5 m này. Đây, cán 4,5 m nha. Chỗ này dính keo cho mình. Thì cán vợt bên Nhật về thì anh em biết rồi, đa số là gen 12 hết nha. Đây gen 12, cán carbon. Thì anh em lưu ý cán vợt thì 4,5 m nó sẽ không đủ 4,5 m cho mình đâu. Nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 4,2 m, 4,1 m thôi. Đây, tổng thể này. Nó kèm là 4 lóng nha. Đây, 4 lóng thì còn đẹp hết. Cán này thì nó dạng vừa, nó sẽ không vừa cứng nha. Nó sẽ vòng vừa cho mình vợt ISO đều được này. Thì cán này thì nó có sẵn cho mình hai cái chỗ để mình buộc dây trợ lực này, một dây một cái này, và đây hai cái nha. Cán này thì có mã là mã số 9, giá 500 ngàn, còn đẹp nha. Cán mới về em chưa có vệ sinh thôi, mà cái này thì lau keo nó sạch sẽ hết. 500. Số 10 thì sẽ có một con siêu phẩm cho này mình câu suối này. Đây một con cường tây nha, lóng ngắn. Con này của dòng là Chandy, Chandy nội địa Nhật như này. Đây tem vàng đầy đủ, dòng có Nissin. Đây có mã code đầy đủ này. Độ dài cần là 39, con này siêu nhẹ luôn, 39, phụ kiện sẽ có một cái nắp chụp. Trọng lượng thì chỉ có là 50g thôi. 50g như này, 39. Cứng tầm khoảng vào 2H, ngọn nhỏ 0.5 ly. Đây siêu nhẹ nha. Đây, siêu nhẹ cho mình. Phơi con này là phơi carbon xoắn vân, tổng thể thì còn rất là mới. Mấy con này anh em mà sang rất là hiếm nha. Thế anh em câu suối họ rất là nhiều những dòng này. 39 mà chỉ có 50g như này. 50g. Đây câu suối nha, cảm giác tầm khoảng vào 2H cho mình thôi. Lóng thì còn đẹp hết. Nói trong hàng bên em thì anh em nhận hàng nha. Mình nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Tay cầm thì được làm nhám. Mã số 10, giá con này là 750. Thu gọn cần là 60cm, nặng chỉ 50g thôi. 39, cứng 2H nha, 750. Mã số 11, 11 thì sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Con này thì của hãng là Suyumi. Độ dài của cần này là 4,5 m nha em. Đây 4,5 m, Suyumi nội địa Nhật nha. Đây tổng thể thế này. Con này lóng ngắn rất là nhỏ nhẹ, ngọn 0.8 ly, cứng 3H, cần ra thẳng cho mình nha. Đây, phơi cần là phơi carbon xoắn vân toàn thân. Nói chung lóng liếc của nó thì còn đẹp hết đây. Đây, tổng thể thế này. Đây còn rất là sáng và đẹp nha. Carbon xoắn vân toàn thân này. Đây, tổng thể thế này. Con này thì 4,5 m, cứng 3H, tay cầm cũng được làm nhám. Hàng có phải là nội địa Nhật nha. Tem vàng đầy đủ này. 4,5 m. Trọng lượng con này là 130g, mã số 11, giá 500 ngàn. Thu gọn 50,5cm nha, chưa được 51 cho mình ạ. Mã số 12 thì sẽ có một con cần tay lóng ngắn luôn. Con cần tay lóng ngắn carbon như này. Độ dài con này là 24 feet, là 7,2 m như này. 7,2 m, con này hàng có phải là hàng Nhật bãi nha. Là tổng thể thế này. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái đập chụp kèm thế này. Thì hàng vải về thì trong đợt cần thủ trước nó xài á, thì nó bỏ thì nó không còn nha. Ngọn con này là ngọn 1 ly, tầm khoảng 1 ly, 7,2 m, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 3H thôi. Trông tương đối mềm nha, không cứng lắm. Lóng ngắn, phôi gạch bon xoắn vân toàn thân này. Đây, cần thì nó sẽ còn sáng và đẹp hết đây. Mấy con này thì nó nhỏ gọn, thế là bạn em mình bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch. Trong con này thế là mình câu cảm giác thôi, không cứng lắm nha em. Đây, tổng thể này, trông lóng liếc thì còn đẹp hết. Mấy con này thì hàng về chưa có vệ sinh cho mình luôn. 7,2 m thì phụ kiện sẽ có một cái nắp chụp kèm. Tay cầm cũng được làm nhám nha. Đây gốc sẽ có một dây buộc bảo hiểm. Trọng lượng của cần thì cân được là 270g, 7,2 m, mã số cần là mã số 13, 12 nha em. Giá con này là giá 700 nha. Đây giá 700 ngàn. Thu gọn 73cm cho mình ạ. Đây 7,2 m, 73cm. Tiếp theo mã số 13 nha em. 13 thì sẽ có một con cần tay đắp khúc. Con này của Daiwa. Thì con này trước anh em hỏi rất là nhiều nha. Lâu lắm về được một con như này. Cần tay đắp khúc carbon của hãng Daiwa như này. Trong mấy con này hàng mới về thì em chưa có vệ sinh và cũng chưa lau chùi gì hết mà nhìn này. Đây. Con này thông số như sau. Độ dài của cần là 11 feet, là 3,3 m. Cần tay đắp khúc của hãng Daiwa. Con đi kèm cho 4 lóng. Đây carbon của mình là carbon xoắn vân nha. Carbon giả vương trúc vương gỗ cho mình. Con này ngọn cần thì 1 ly. Cái đầu bua là 360 độ chống xoắn này. Xoắn chung xoắn như này. Độ cứng tầm khoảng 3H thôi. Thích hợp mình rô, giết, mề dân.
thì các lóng của nó, con này thì không có đắp chụp nha, anh em lưu ý giùm em. Cái chạy này thì dính sơn nha, hàng về chưa có vệ sinh cho mình á. Đây thì kèm là 4 lóng. 3m3 trọng lượng con này chỉ có siêu nhẹ nha, 70g thôi. Độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H cho mình thích hợp câu cảm giác. Thu gọn 90cm. Mã số 13, giá 700.000. 700 nha. Đây qua ráp khúc 3m3. 4 lóng 700. Tiếp theo sẽ có một con cần lô. Con này thì cần lô máy ngang, thích hợp cho nên mình lóc chẽm này. Con cần lô này thì của hãng Alpha nha anh em. Đây của hãng Alpha Tackle nha. Độ dài con này là 5,6 ft. 1m68, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 5/8 MOZ, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 16-17g á, tải cá từ 6 đến 14 lờ bao, tầm khoảng 7 kg cá. Độ cứng tầm khoảng vào ML, dàn khoen Fuji, ba chân lõi xích đen hết đây. Ngọn 2 ly nha. Thế là cho mình lùi lóc, lùi chẽm. Đây, con này là máy ngang cho mình này. Tay cầm thì nó bằng cán bừng nha. Đây, cán bừng như thế này. 1m68, độ cứng tầm khoảng ML, trọng lượng 100g, mã số 14, giá 400.000. Mã số 15 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng này. Đây cần lưu hai khúc máy đứng. Con cần này là cần carbon, độ dài con này là 6 ft, 1m8. Thông số tải mồi từ 3 đến 15g, tải cá từ 3 đến 15 lờ bao, tầm khoảng 7 kg cá. Con này thì khoen có phải là khoen Fuji, ba chân lõi xin đá xám hết. Nước sơn thì carbon xoắn vân, ngọn 2 ly, độ cứng ra cho mình tầm khoảng ML thôi. ML thì nó sẽ dạng vừa như này, nó sẽ không cứng và không mềm lắm. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng một cán mút và bát vặn này bằng carbon luôn. Trọng lượng 110g, mã số 15, giá 500.000. Mã số 16. 16 thì sẽ có một con cần fly. Con này là cần fly cho mình câu suối này. Đây cần fly câu suối siêu nhẹ này. Con cần fly mã số 16, cần này của dòng là AB. Đây dòng AB Special như này. Độ dài con này là 7,6 ft. 2m28, độ cứng tầm khoảng từ thang 3 đến thang 4, hàng Korea này. Cần là cần carbon nha. Khoen đề ba con này là khoen Fuji ba chân sứ đen, còn lại là khoen của mình là khoen thép hết này. Đây khoen thép khi inox nha. Con này thì độ cứng thang 3 thang 4 rất là mềm, cứng tầm khoảng của SUL cho mình thôi, ngọn 1.7 ly. Đây. Cần là câu suối này, câu suối con mấy con mùa rồi á. Đây những cái mô này thì Việt Nam mình hơi kén. Tay cầm thì bằng cán bần và bát mình bắt vặn này, bằng inox chính hãng theo cần, AB. Trọng lượng siêu nhẹ 70g, mã số 16, giá là 600.000. Đây 2m28 nha, 600. Mã số 17 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con cần lưu hai khúc máy đứng là cần của dòng Simat nha. Đây Simat. Độ dài con này là 9 ft nha. 9 ft là 2m7. Thì con này bị hụt nha anh em. Lưu ý nha. Con này hiện tại nó hụt cho mình là hụt 5 phân nha. Hiện tại nó còn là 2m65 thôi. Thì dàn khoen của cần đều là dàn khoen Fuji ba chân lõi xin đá xám này. Ngọn hiện tại là ngọn 2.2 ly. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng với M. M thì thông số tại mồi mát tầm khoảng vào 28g. Thì mình lưu nhá hơi, nhá thật đều được rồi. Tay cầm nó bằng cán bần và bát của mình là bát vặn nha, Fuji Gold. Đây Fuji Gold cho mình. Đây lưu gần nhé, hơi chứ thật đều được. 2m7 hụt 5 phân. Trọng lượng cân được là 220g, mã số 17, giá 750 nha anh em. 750.000. Mã số 18. Đây con này con cần một khúc nha. Đây con cần một khúc của dòng Fenwick. Fenwick đại bàng này. Con này là cần máy ngang nha anh em, lưu ý nha, cần máy ngang còn mới tinh luôn. Cần một khúc của dòng Fenwick, dòng Golden King. Những cái dòng mà thì đều là hàng Taiwan xuất thị trường Mỹ cho mình nha. Đây Fenwick thương hiệu của Mỹ. Thông số con này là 7 ft, là 2m1, độ cứng là MH. MH thì dạng cứng bạo lực rồi. Thông số tải mồi từ 1 nha, từ 3/8 đến 1/2 OZ, tầm khoảng 40g á. Tải cá từ 212 đến 25 lờ bao, tầm khoảng 12-3 kg cá. Thì con này tay cầm bằng cán bần nha, bắt vặn này Fuji Fenwick chính hãng. Dạng khoen là dạng khoen full size này. Đây dạng khoen full size, tình trạng của cần thì còn rất là mới. Những con này thì mình lưu lóc, lưu chẽm, đến bộ lực đều được này. Đây, ngọn lớn nha. Ngọn cần tới đo cho mình được là ngọn tầm khoảng 2.8 ly. Đây, tất cả khoen của mình là khoen full size gold hết này. Ba chân nha, cực kỳ là chắc chắn cho mình đây. Đây có dòng Fenwick thương hiệu Mỹ cho mình ạ. Đây, tổng thể thế này. 2m1, độ cứng là MH. Thì con này ngọn 2.8 ly. Trọng lượng cân được là 140g, mã số 18. Giá là 1.4 triệu như này. 1.400.000 ạ. Mấy con này tiền ship rất là mắc nha. Bên đây bằng tên ship là 30.000 một đơn thôi. Mã số tiếp theo là mã số 19. 19 thì đây sẽ có một con cần cắm gốc như này, để cắm gốc máy đứng. Con cần này cắm gốc cần carbon của dòng Cross Wagon, độ dài là 2m1, độ cứng là 30. 30 thì nó cứng tầm khoảng vào M như này, M đối với cần lô. Thì pipe của mình là bắt vặn này, Fuji, dàn khoen là dàn khoen ba chân nha.
ba chân loại Silaxit này. Đây, khoe chính hãng theo cân. Anh em lưu ý nha. Con này là cái ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Đây con này là ngọn đặc thủy tinh. Đây, tổng thể thế này. Độ cứng là 30 thì thích hợp cho anh em mình cầu xích, cầu biển đều được này. Ngọn con này thì ngọn đặc thủy tinh, ngọn thì đo sát cho này thì nó nhỏ. Tầm khoảng vào 1.6 ly thôi nha. Đây 1.6 ly. Độ cứng tầm khoảng M. Mấy con xích á thì nó khoen rất là nhiều. Đây phân bố lực tốt cho này mình tải cá tốt hơn nha. 21 độ cứng 30 cần cắm gốc carbon, ngọn đặc thủy tinh, trọng lượng 360 g, mã số 19, giá 700 ngàn. Mã số 20 thì sẽ có một con cần cắm gốc, con này cho nên mình câu rít, câu biển, câu ngâm, câu đáy này. Đây con cần rất đẹp nha. Con cần cắm gốc, con này thì cần này của hãng là Alpha nha em. Đây của hãng Alpha Tactical nha. Độ dài của cần là 2m7, cái ngọn con này thì nó dài cái gốc. Hàng có bản là nội địa Nhật nha, để made in Japan. 6L bao. Đây tổng thể thế này. Thì tay cầm cắn mút này, và bái của mình rất vặn nha, Fuji chữ vàng. Dàn khoen của cần đều là dàn khoen Fuji khoen lá nha. Đây, khoen Fuji khoen lá này. Mấy con này thích hợp cho anh em mình zip biển. Độ cứng con này thì cũng rơi cho mình tầm khoảng vài M đến MH cho mình thôi. Đây không cứng lắm. Ngọn thì đo sát cho mình được cái này là ngọn 2.6 ly. Và tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji khoen lá, khoen lá loại xít đó nha. Đây tổng thể thế này. Hàng nội địa Nhật made in Japan. 2.7. Con này tay cầm cán mút, trọng lượng cần thì cân được là 370 g, mã số 20, giá là 1 triệu 400 ngàn này. Đây 1 triệu 4 ạ. Mấy con này về chưa có vệ sinh luôn, cho một cán mút này về mình đánh là nó sạch hết nha. Đây chưa có lau qua, chưa spa cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 21 sẽ có một cần Hechi này, con cần Hechi hai khúc máy đứng cho mình đây. Cần này thì độ dài của là 2m1, độ dài cần là 1m5 này, độ cứng là 20. 20 thì cũng dạng là vừa thôi, không cứng lắm, của hãng Suzumi. Đây tổng thể thế này. Gốc sẽ chế sẵn một cái dây buộc bảo hiểm và cán của mình là cán gỗ. Dàn khoen này dàn khoen Fuji. Đây Fuji ba chân lợn xích đất xám như này. Đây khoen Fuji ba chân lợn xích đất xám, có like cho mình biết con xích này. Đây tổng thể này, ngọn của mình là ngọn đặc, ngọn tháp. Phơi cần là phơi carbon xoắn hai da này. Đây phơi carbon xoắn hai da nha. Độ cứng 20, ngọn đo sát cho mình trên này là ngọn 1.4 ly. Thích hợp cho mình câu bè 1m5. Tình trạng của cần thì nó hơi cũ, nhưng trong là có sức sức một xíu thôi. Còn lại thì ok đây. Trọng lượng là 100g, mã số 21, giá 400 ngàn. Cho mình câu bè nha, 400. Mã số 22 thì sẽ có một con cần hai khúc Hechi của hãng Daiwa cho mình. Con cần này độ dài cần là 2m4, độ cứng đây cho mình tầm khoảng từ 20 đến 30. Thì nó sẽ vừa không cứng lắm. Phôi là phôi carbon xoắn hai da toàn thân. Nó có phủ cái bóng hai ca ở ngoài á, thì lâu ngày bị tróc nha, hơi cũ thôi. Ngọn cần tới đo cho mình được là ngọn 1.5 ly. Ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Đây ngọn long phộng. Còn phôi là phôi hay da toàn thân cái này. Dàn khoen Fuji, ba chân loại xịt đá xám hết. Bắt là bất vặn nha, Fuji đây qua chính hãng cho mình. Đây tổng thể này. Trọng lượng cần là 190g, mã số 22, giá 500 ngàn. 2m4 nha, cứng 230. Phôi hay da giá 500. Mã số tiếp theo là mã số 23. 23 thì sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này của hãng Suzumi. Đây có dòng Hardpoint như này. Độ dài của cần là 3m, độ cứng 50. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng, không mềm lắm. Hàng nội địa Nhật nha. Đây tem vàng đầy đủ hết. Phôi carbon xoắn hai da. Ngọn cần thì đo cho mình được xác cho này là ngọn 2.5 ly. Cứng 50 thì chuyên dụng mình câu ngâm lăng xê. Đánh chép được này. Khoen là khoen Fuji 3 chân. Đây lọ sẽ đã xám hết nha. Đây khoen Fuji 3 chân xứ xám. Tay cầm cắn mút và pad của mình rất vặn nha. Suzumi chính hãng theo cần. Gốc thì nó sẽ có sẵn một cái bộ bảo hiểm ở đây. Đây 50 thì nó dạng vừa. Trọng lượng cân được là 430g, mã số 23, giá 750 ngàn. Mã số 24 thì sẽ có một con cần hai khúc của Suzumi luôn. Con này thiết lập cho đánh bạo lực này, đánh cá tra, cá chim. Suzumi mã số tiếp theo là mã số 24. Độ dài con này là 2m7, độ cứng 80. 80 thì dạng bạo lực và cứng rồi. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ đi này. Con này thì giống với con trước, nói chung là phôi hai da và dàn khoen Fuji ba chân xứ xám. Độ cứng 80 thì ngọn cần đo cho mình ngọn lớn, ngọn cái này là ngọn 3 ly như này. Ngọn 3 ly cho mình. Đây tổng thể cần rất là mới. Thế rồi mình đánh cá tra, cá chim. Đây, ao sông hồ tự nhiên cũng được này. Tay cầm cán mút và bái con này bất vặn nha, Suzumi chính hãng cho mình luôn. Đây, LS200. Trọng lượng 440g, mã số 24, giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình nha. Gốc sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Mã số 25 thì sẽ có một con cần là 3 hai khúc. Con này thì hai khúc rất đẹp của hãng Alpha Tactical. Phôi carbon xoắn hai da này. Con này thì độ dài của cần là 2m4, độ cứng 50. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây có tem nội địa cho mình nha.
Con này độ cứng 50 thì dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám, ngọn thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây nước sơn nước xiết còn rất là đẹp nha. Thế đợt mình đánh chép xong ngồi dịch vụ được đây. 50 thì nó dạng vờ. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Gốc là carbon xoắn hai da, sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Trọng lượng thì cân được là 330g, mã số 25, giá 900 nha. Cuối cùng thì mã số 26 sẽ có một con cần hai khúc. Con này thì mình đánh cá lớn, mình câu biển, câu máy điện, câu ngâm đều được đây. Cần hai khúc của hạng đây qua. Con này độ dài của cần là 2m7, độ cứng là 200. 200 thì dạng bộ lực cho mình rồi. Con này phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân của dòng carbon Quicker, nội địa Nhật. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân, khoen vòm, khoen biển như mình đây. Ngọn thì ngọn lớn, cứng 200, ngọn 4 ly như này. Đây, ngọn này ngọn 4 ly nha. Tổng thể thì tình trạng ra cho mình tầm khoảng 90%. Cúc này thì trước nó quấn một cái băng keo để cầm chắc tay á, thì tháo ra nó còn dính mấy cái sơn lại này. Bác của mình là bịch vặn nha. Đây qua chính hãng cho mình luôn. Fuji. Đây khúc con này vừa quấn băng keo cho mình đây. Của dòng Horolock sẽ có dây buộc bảo hiểm đầy đủ. 2m7 độ cứng 200, phôi carbon xoắn hai da toàn thân, đánh máy điện, câu biển, câu bộ lực. Trọng lượng con này thì phôi dày 480g, mã số 26, giá 1.600.000. Tổng thể thì đây sẽ có là 26 mẫu cần và một số lỗi cho mình như này. Thì anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Đi cầu nhiều cá như sức khỏe. Có xe đẹp bây giờ thì cho em được đăng ký bật thông báo. Thì sẽ báo rồi tình trạng mẫu mã nhiều hơn để mình tham khảo kỹ nhiều hơn. Rồi hẹn gặp với nhau lần sau. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.